ấy. Vừa đó là cash flow anh em ơi. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng tất cả các bạn cùng nhau quay trở lại với Zeeker Play. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới với không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng tuy nhiên cũng đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Và hơn thế nữa, anh chàng này có những màn thể hiện highlight vô cùng đỉnh cao và đẳng cấp trên kênh của mình. Nói tới đây, một số bạn cũng đã biết, nhưng một số bạn lại chưa biết, đó chính là Caslow. Hãy cùng nhau xem Caslow sẽ có những màn thể hiện ra sao nhá. Ok anh em, và không để các bạn phải khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau bước vào video chính ngày hôm nay của chúng ta thôi nào. Ok anh em, chúng ta hãy cùng nhau tới với video giả gái ghép kênh thế giới phần 3 cần 4 cực kỳ đẳng cấp. À, không biết là giả gái thì bắn ra sao nhỉ? Rồi, ok, trước khi bước vào video lần này thì tôi xin phép giới thiệu với các bạn một chút, đó là Caslow sẽ bắn tại phiên bản OB46 và sẽ có những màn thể hiện với những sự khó khăn ở OB46 tạo ra. Các bạn hãy cùng nhau xem và chiêm ngưỡng. Nhưng có một câu hỏi để dành tặng cho anh em, rằng là nếu như anh em nào trả lời đúng sẽ có một phần thưởng nhỏ nhỏ dành tặng cho những bạn nào comment đáp án chính xác nha. Ok anh em, đố các bạn hãy kể tên ra 5 tuyển thủ đến từ đội hình của WAG tại giải đấu FIFA World Series 2024 Pro. Bạn nào theo dõi giải đấu mới biết được đáp án nhá. Ok, không dài dòng và lòng vòng gì thêm nữa, hãy cùng nhau bước vào video chính để xem Caslow sẽ bắn ra sao nhá. Let's go. Giả gái anh em ạ. Bốn nữ luôn, team bốn nữ luôn, ba bốn nữ. Team bốn nhân vật nữ luôn anh em ạ. Bạn là con gái hả? Số 1. Đúng thì nhảy lên, đúng thì nhảy lên. Đúng là nhảy lên này. Ôi bé mẹ, ai kìa. Thôi xong rồi. Nghĩ là con gái thật rồi. Con gái là. Cái gì vậy trời? Con gái. Ôi trời. Sao nữa? Nhảy lên cao này. Cái gì vậy? Nó không tắm mức không ổn. Nóc 1 rồi. Ôi đồng đội báo rồi. Chỉnh lại setting à? Caslow ơi, em hãy thể hiện đi. Hãy thể hiện cho đồng đội xem đi. Đâu rồi? Hóa Ngộ Không khó vuốt tầm lắm này. Hay, đấy nó phải là như thế chứ lại. Kè kè kè. Không được rồi. Ông từ và chị bắn cây đó xong bắn. Hình như tôi nghe được tiếng chân đằng sau. Trời ơi là trời, mấy thằng này nó không ngồi nó cứu trời, đang ke cái đầu à. Khó chịu vô cùng. Caslow khó chịu vô cùng. Em bắn lục bạc nè, mày nhìn tao bắn lục bạc. Ủa? Ủa má thua lục đầu luôn. Rồi, bắn DE rồi anh em ơi. Caslow sẽ bắn DE trong round này. Để xem Caslow có vuốt tâm rồi được không. Cũng khó đấy, cũng khó đấy. Hát chưa? Em mày mang bộ đồ này với mày hát cái giọng của mày hát đám tang rồi đấy. Nào, vuốt tâm thẳng vào đầu đối phương nào. Ui, thế mà không trúng kìa. Cưng ơi. Bắn ở ui bạn số 4 nốc rồi, báo rồi, lại báo rồi, tìm địch lại còn có cả khẩu shotgun. Ui bắn lỗi khó thế. Tao nghĩ ngửa nó yếu rồi đó, đếm tao nói gọi nó bắn lục bạc là thua luôn rồi đó. Bắn lục bạc là thua luôn rồi đó, bảo Caslow bắn lục bạc là thua luôn rồi. Bị khịa rồi, bị khịa rồi. Cái gì đấy? Lại con đang hát à? Ê, nghe mày hát đập bẻ cái điện thoại này. Rồi. Lại bắn DE tiếp anh em ạ. Không mua những khẩu súng. À đâu? Mua rồi này. Mua MP. Cái gì chửi căng vậy? Gặp đồng đội chửi căng đét anh em ơi. Để tao hát bài anh chờ. Trời game mà có đồng đội như này mới vui chứ. Ôi giấc mơ nào của em. Này đốc 2 này. Ôi ôi vuốt lỗi. 2. Trời ơi trời. Cân 3.
Nhưng mũi tôi là phun vàng thôi anh em ơi. Nó vàng khè. Khè. Rồi đứa nào khè của tao rồi. Rồi có 3 kill game vừa rồi rồi. Trời ơi. Ông kia ông vẫn ngồi hát anh em ạ. Thật. Rất đau đầu. Phải chấp tay lại rồi. Chấp tay lại rồi anh em ơi. Mô phạt. Mô phạt. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi. Ui, ui. Tưởng tắc cua quả đấy sang bên kia tường luôn ạ. Sang bên kia mái là đúng là ok luôn đấy chứ. Chưa đấy hai thằng. Rồi đồng đội đến rất gần rồi. Đồng đội công như không có người luôn anh em ạ. Bắn ngu quá. Ui chưa nốc. Chưa nốc. Đồng đội đã nốc 2, nốc 3 rồi. Lại phải cân. Caslow sẽ làm gì đây? Một khẩu Eagle và một khẩu M1887. Cứu tôi. Rồi 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 rồi, địch chạy đến rồi, địch chạy đến rồi. Bật cả hai ngũ không chạy đến. Ơ, không phải Eagle. Hay. Một. Hay. Cân hai. Ừ, bắn lỗi, bắn lỗi, bắn lỗi. Ui, ui. Cái mày BD mà. Ấy. Và đó là Caslow anh em ơi. Ông kia ông ấy nhận là ông ấy là BD anh em ạ. Caslow không nhịn nổi cười. Bạn có bạn 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 à bạn ủa không cái tên quen quen không phải rồi tên quen quen không phải rồi có một khẩu M1887 và một khẩu Groza. Ui giảm shot tốt này mà tuy nhiên đối phương chưa nằm này phun đỏ Groza. Đúng rồi Groza vuốt đi vuốt lỗi này vuốt lỗi tiếp này nhưng mà 80 máu đối phương rồi này. Ông keo được đặt ra sẽ nhận được một nấm level 1. Cái quả nấm này bây giờ nó mất ở trong Free Fire rồi anh em ạ. OB46 nó quay trở lại. Cái nấm này nó đến từ cái máy tạo keo anh em. Có đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ơ. Đây 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 đây. Ui. À, đỉnh cao ấy. Mấy ông đồng đội chưa làm được gì luôn á. Đây 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 đây. Ui ui ui. Ôi bị KS rồi. Ủa sao em nghe hết rồi. Mày ơi. Ủa mày ơi. Ôi mấy ông kia tắt mic kìa. Ủa sao nay em nghe hết rồi. Em nghe hết rồi. Ủa. Ủa. Ôi. Đây định nhảy one shot. Đặt keo. Keo. Đúng rồi. Nó tới kìa. Rồi. Ủa sao em nghe rồi. Ủa sao em nghe hết rồi. Không biết là có phải lỗi mic không. Bật mic lên đi. 3-2 rồi, lật được kèo không nào? Một kèo tử chiến khá căng. Ôi, có chuyện nó biết cái gì đó nha. Có biết cái gì không ta? Có biết đây là Caslow không ta? Hello. Hello. Có bị lỗ mất rồi. Ê, hình như Caslow tắt mic của mấy bạn ấy đúng không? À đây đây đây. Trời cái gì kêu, cái gì đấy? Kêu cái gì đấy? Không, chưa. Bị lỗ mất cái gì đó nè. Ui dồi ôi, còn hơn chụt chụt luôn anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Thôi xong, round cuối mà Caslow nằm xuống sớm thế. Toang rồi, bu em ạ. Gạt luôn. Ôi, một pha báo đến từ Caslow. Thôi xong, round này bắn lại rồi. Đồng nghiệp á tụi mày. Gặp đồng nghiệp ở đứa nào? Đồng nghiệp tao phải không? Nào, round cuối. Bắn cẩn thận Caslow ơi. Có làm được không Caslow? Slow lại một chút nào. Rồi một ông nằm. Có cần 4 được pha này không đây? Đối thủ đẩy lên rồi. Knock 1. 80 HP. Rất căng. Bị kẹt keo rồi. 80 máu công luôn anh em ơi. Nhảy lỗi, nhảy lỗi, nhảy lỗi, nhảy lỗi. Pha này căng nha, pha này căng nha.
ngấm rồi. Đối phương cứu được đồng đội rồi. Toàn thật, quả bước đi di chuyển vừa rồi khiến cho Caslow trở nên bị lua cuống. Và bây giờ sẽ là một tình huống cân bún. Nào, một người đã từng làm tuyển thủ, một người đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, một người có kinh nghiệm dày dặn về việc cân bún. Đối thủ đang ở phía bên trên. Gần nốc rồi. Phun vàng. Một nốc đấy từ đối phương này. Đồng đội hỗ trợ tốt này. Hai phun đỏ. Đây rồi. Hai. Còn một thôi. Caslow. Quá khét em ơi. Đỉnh cao cân 4. Cúc rồi. Hơn kia không thấy. Hên kia không thấy à? Ui, nhưng mà thôi, thế là hay lắm rồi. Quá tuyệt vời Caslow. Và đó là khả năng cân 4 đến từ anh chàng đẹp dài, kỹ năng giỏi Caslow. Các bạn đánh giá ra sao và cảm nhận như thế nào về kỹ năng của anh chàng này? Hãy cùng nhau comment xuống phía bên dưới để Zeker và mọi người được biết nha. Đừng quên ủng hộ cho Zeker, xin một like, một comment và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Không dài dòng và lòng mong gì thêm nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.